Thưa sư, nếu một người có vợ con không đủ tiền và gặp khó khăn khi tự nuôi thân mà lại bỏ vợ con đi để đi tu thì có phạm tội hay gây nghiệp không? Và nếu muốn từ bỏ vợ con để đi tu thì nên làm thế nào cho đúng pháp để không hại mình, không hại người, không làm hại vợ con mình? Xin thưa với quý vị là sư không biết cái người hỏi cái câu này là nam hay là nữ. Tại vì trả lời cho ông chồng thì nó sẽ khác cái việc trả lời cho bà vợ. Đấy. Thật sự mà nói quý vị hỏi như vậy là nó làm khó cho sư. Bởi vì sư không biết cái đối tượng hỏi đó là ai. Sư không biết đối tượng hỏi nó là ai để mà sư có cái phương pháp trả lời cho nó đúng. Mà ngay cả cái việc mà cái người nghe đó, cái người nghe nó là ai nữa, cái người nghe nó là ai, bởi vì câu hỏi này nó mang tính chất riêng tư. Cái người nghe nó là đàn ông á thì họ sẽ suy nghĩ khác, mà người nghe là phụ nữ họ sẽ suy nghĩ khác. Mà nếu như mà nói một cách chung chung á thì nó lại không có hết ý. Đó thì như vậy. Ở trong kinh Tạng có những trường hợp mà một vị muốn đi xuất gia, muốn đi xuất gia nhưng mà bà vợ bà sanh mới đẻ ra cái đứa con đầu lòng và mới nói với anh chồng á là thôi bây giờ con nó mới đẻ thì con nó chưa có lớn, anh để con nó lớn lớn trọng trọng tí rồi anh xuất gia. Thì anh chồng anh thấy cũng có lý, anh thấy cũng có lý và ảnh ở lại, và anh ở lại một thời gian thì bà này lại cấn bầu nữa. Tại vì quý vị biết rồi, vợ chồng mà thì có những cái mình không biết làm sao mà tránh. Đặc biệt là những ai mà có vợ rồi đó thì cũng sẽ trải nghiệm một cái, đó là khi phụ nữ mà họ muốn có con rồi thì họ sẽ có đủ mọi cách hết đấy. Và thế là bà vợ có bầu. Đừng hỏi là tại sao mà bà vợ làm sao để có bầu được ha. Và bà vợ đề nghị là thôi bây giờ bụng em nó đang lớn nè, đó rồi cũng chuẩn bị sinh nở tới nơi, là bây giờ anh xuất gia thì nó kỳ quá. Thôi anh để em đẻ xong rồi cho con nó trọng trọng mới lớn lớn tí xíu nữa đó, rồi anh hẳn đi. Anh chồng cũng thấy vậy, anh chờ chờ tới cái đứa thứ ba, cứ chờ anh vậy đó. Thì cái đứa một cái đứa thì nó chưa có lớn gì thì bà vợ bà dùng cái chiêu gì đó không biết thì có bầu nữa. Và tới đứa thứ ba thì ông chồng ông nghĩ là bây giờ cứ như vậy hoài thì cứ năm một đẻ cho cả đống như vậy thì là tới chừng nào mình mới được xuất gia. Cho nên đến lần thứ ba đó ông chồng ông không có chờ nữa. Ông không có chờ nữa mà ông đi xuất gia luôn. Thì khi ông chồng đi xuất gia như vậy đấy, có lần bà vợ thấy ông chồng đang ngồi thiền ở dưới gốc cây thì bà vợ mới ẵm đứa con đặt ở dưới chân của cái vị tỳ kheo đó và nói là con của ông nuôi đi, giờ tôi nuôi không nổi. Thì vị tỳ kheo đó đứng dậy và vị đó ra đi, để đứa con lại tại chỗ, vị đấy không đụng gì tới đứa con và vị ấy ra đi. Thì khi mà vị ấy ra đi như vậy đó, bà vợ núp ở đằng xa, bà ta coi mà, thì khóc lóc rồi cũng ẵm đứa con về, cũng ẵm con về. Thì đó là một trường hợp được ghi nhận ở trong kinh Tạng. Hoặc như đó đó là cái trường để tránh cái trường hợp quý vị nói là như thái tử Tất Đạt của mình ấy, mà đi xuất gia thì vợ là công chúa và con là hoàng tử, thì nhà rất là giàu và không lo cái chuyện ăn uống, thì cái chuyện mà bỏ vợ bỏ con đi xuất gia thì cũng không có lo chuyện mà nó đói. Thì sư kể cái trường hợp là của cái vị tỳ kheo này.
đúng sai thì tự quý vị suy nghĩ ha. Nhưng mà sư đưa ra một cái ví dụ như thế này, sư đưa ra một ví dụ như thế này, khi mà đất nước chiến tranh, khi đất nước chiến tranh, cái người chồng mà bỏ lại vợ con mới đẻ, cầm súng ra chiến trường và biết là cái chuyến đi của mình thì có khả năng là mình sẽ đi không về, bỏ vợ con lại, thì tại sao người ta lại ca ngợi cái chuyện mà người chồng bỏ lại vợ và con thơ để đi ra chiến trường, và người ta gọi đó là cái sự hy sinh. Còn một người đó đi xuất gia để chiến thắng kẻ thù, đó là cái vòng sinh tử luân hồi. Và sau khi vị ấy chiến thắng kẻ thù, vị ấy làm lợi cho vô số chúng sanh khác, mà quý vị không gọi vị ấy là một cái sự hy sinh. Khi chúng ta đứng ở một cái vị trí khác, chúng ta sẽ nhìn vấn đề nó khác. Quý vị suy nghĩ về cái hình ảnh. Bởi vì đó, khi mà một vị tỳ kheo mà vị ấy chứng đắc được đạo quả, thứ nhất là những cái đối tượng mà cúng dường cho vị ấy sẽ được vô số kiếp sanh về cõi trời, rất nhiều kiếp sanh về cõi trời, được làm những cái vị trời nhiều oai lực và được sống nhiều kiếp, sống trong những cái sự hạnh phúc không có khổ đau. Và đó chỉ là cái quả nó rất là nhỏ thôi. Cái quả lớn hơn nữa đó là gì? Vị ấy có thể giúp cho rất nhiều những chúng sanh khác đạt được sự giác ngộ, chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Nhưng mà khi mà một người tại gia cư sĩ thì không làm được chuyện đó. À, giỏi lắm thì nếu mà là một người chồng, cho ra người chồng giỏi lắm thì lo cho vợ con được đủ ăn đủ mặc là hết rồi. Làm sao để có thể cho làm cái nơi nương tựa cho nhiều người, để cho nhiều người có thể sanh thiên và có thể giải thoát. Hiếm. Đừng có đem hình ảnh ông cấp cô độc và quý sa kha ra, bởi vì mình không có cửa để mà so sánh với họ. Bởi vì các vị ấy đó, tu rất lâu rồi, đã nhiều kiếp làm tỳ kheo rồi, nhiều kiếp xuất gia rồi, chứ không phải một hai kiếp đâu. Cho nên là đừng có so sánh. Và nói đi cũng phải nói lại, đó là nếu như có ý mà xuất gia mà vợ con nghèo khổ quá mà mình nghĩ là mình phải có trách nhiệm, thì cái chuyện đó thì cũng không có ai cấm cản gì. Và quý vị có thể sống bằng một cái trách nhiệm đối với vợ và với con. Nhưng mà nếu như mà quý vị có lòng xuất gia thì sư đề nghị như thế này. Nên có hạn định. Ví dụ như là tôi chỉ lo cho tới chừng đó thôi. Nhưng mà tới chừng đó mà còn không được nữa thì thôi, mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Đấy. Chứ không lý gì mà mình lo mà họ lo một đời thì uổng. Đối với cá nhân sư thì sư thấy uổng. Và quyết định như thế nào thì vẫn là do quý vị. Thương vợ con thì ở một chừng mực nào đó quý vị sống có trách nhiệm, nhưng mà nên suy nghĩ kỹ là cái trách nhiệm của quý vị đó như thế nào là nó hợp lý, như thế nào là nó hợp pháp. Nếu mà quý vị nhắm mà quý vị sống được cái đời sống cư sĩ tại gia, mà có thể giữ được năm giới, có thể làm lợi cho vợ con, hướng dẫn vợ con đường sanh thiên, con đường thoát khổ, thì sư cũng không có ý kiến. Mặc dù Đức Thế Tôn là luôn luôn ca ngợi cái đời sống xuất gia, luôn luôn ca ngợi đời sống ly dục, nhưng mà ngài cũng không bao giờ kêu ai đó là hãy bỏ vợ bỏ con để mà đi theo ngài. Thì ngài không có kêu gọi là mình gọi là chia rẽ gia đình như vậy. Thì sư cũng vậy thôi. Sư ca ngợi đời sống xuất gia,
ca ngợi đời sống ly dục, ca ngợi cái đời sống không bị ràng buộc, và chỉ cho quý vị thấy là cái khổ, cái sự ràng buộc của cái đời sống hưởng dục, của đời sống tại gia. Nhưng mà không vì như vậy mà sư kêu gọi cái sự chia rẽ vợ chồng con cái.